tìm đối tượng lừa đảo mua bán đất. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, cơ quan công an đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Tú Anh, sinh năm 1970. Trú tại tổ dân phố số 4, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, là người bị tố giác liên quan đến tin báo về tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đang tiến hành giải quyết, xác minh đơn tố giác Nguyễn Tú Anh, sinh năm 1970. Trú tại tổ dân phố số 4, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền đặt cọc bán đất tại ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tổng số tiền giao dịch là 2 tỷ đồng. Quá trình xác minh hiện không rõ các đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm thông báo truy tìm đối tượng trên. Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng trên, có hình ảnh kèm theo, thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, SĐT 0936 465231, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.